cho nên ông bà muốn bổ ích đại sư thị hiện làm gương mẫu cho chúng ta. Chúng ta phải biết học theo. Học trò của Ngài, đồ đệ của Ngài là Pháp Sư Thành Thời. Sau khi Ngẫu Ích Đại Sư viên tịch, tất cả trước tác đều do Pháp Sư Thành Thời chỉnh lý, các bản in lưu thông. Đây là đại công thần của Ngẫu Ích Đại Sư. Thầy đã tự xưng là Sa Di nên học trò chẳng dám xưng là Sa Di. Ngài Thành Thời tự xưng là Xuất Gia Ưu Bà Tắc. Đây là danh phù hợp giới thật, chẳng phạm lỗi lầm. Ngày nay chúng ta là thân phận gì? Thực sự làm trọn vẹn Xuất Gia Ưu Bà Tắc là tốt lắm rồi. Có thể làm trọn ngũ giới thập thiện thì chúng ta tức là đệ tử của Di Đà. Đệ tử tại gia tu tập ngũ giới thập thiện, chúng ta cũng tu ngũ giới thập thiện. Chúng ta là thân phận xuất gia tu ngũ giới thập thiện. Phải hiểu rõ địa vị chân chánh của chúng ta là Xuất Gia Ưu Bà Tắc. Trong kinh Diêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo có nói: thời mạt pháp chẳng có tỳ kheo truyền giới, từ nơi đâu đắc giới? Trên luân tướng đắc được. Diêm Sát Luân Tướng. Ngẫu Ích Đại Sư dùng Diêm Sát Luân Tướng để cầu Bồ Tát Giới Sa Di. Người xưa cẩn thận, nghiêm cách như vậy là có đạo lý. Đến những năm đầu dân quốc, Hoằng Nhất Đại Sư là vị mọi người đều tôn kính. Ngài tu tịnh độ, đối với giới luật cũng rất có nghiên cứu. Ngài có diễn giảng ở Mân Nam Phật Học Viện, sưu tập trong Hoằng Nhất Đại Sư giảng diễn lục, chư vị có thể xem được. Ngài khuyên người xuất gia chúng ta không thể không thọ giới. Thọ là một hình thức, nhưng tự mình nhất định phải biết là chẳng đắc giới. Tại sao phải thọ giới trên hình thức này? Để khỏi bị người thế gian hiềm nghi bạn chẳng thọ giới. Chúng ta thọ giới này trên hình thức, tự mình phải hiểu rõ rằng mình chẳng đắc giới. Chẳng phải là thọ xong giới tỳ kheo thì thành tỳ kheo, thọ xong Bồ Tát giới thì thành Bồ Tát, đâu có chuyện đơn giản như vậy. Thế nên trong lục tức của Tông Thiên Thai chúng ta là tỳ kheo gì? Là danh tự tỳ kheo, có danh vô thật. Phải hiểu thân phận này. Hoằng Nhất Đại Sư cả đời cũng tự xưng là Xuất Gia Ưu Bà Tắc, danh phù hợp giới thật. Như vậy mới đúng. Tự mình chẳng đắc giới,
tự mình chẳng trì giới, mà tự xưng là tỳ kheo, thì là vọng ngữ, đại vọng ngữ. Tứ giác địa ngục có thể sẽ có phần mình. Ngoài ra còn một nguyên nhân nữa, chúng ta gọi nghiệp nhân là nghiệp duyên, đó là nghe xem ca vũ. Người thế gian gọi là giải trí, chỗ vui chơi. Chúng ta không đi đến những chỗ đó. Y phục của người xuất gia Trung Quốc có một việc tốt. Người xuất gia mặc y phục này mà đi coi ca múa trong rạp hát, người ta sẽ mắng bạn. Tự mình bạn cũng xấu hổ chẳng dám đi. Còn hòa thượng người xuất gia Nhật Bản đi đến những chỗ ấy thì bạn nhìn không thấy. Họ mặc âu phục dài tây. Còn cà sa họ để ở đâu? Để trong túi áo. Cà sa của họ có lẽ chỉ lớn cỡ 3 tấc. Lúc làm Phật sự thì lấy ra đeo lên cổ, lúc không cần dùng thì cuốn lại bỏ vào túi áo. Họ mang dài tây, bạn chẳng nhìn ra. Họ đến những chỗ ấy thì người khác nhìn không ra. Chúng ta thì không được. Một khi chúng ta vừa vào chỗ đó, mọi người sẽ chẳng coi ca múa nữa, mà sẽ lại coi chúng ta, sẽ hỏi tại sao thầy lại đến đây. Thế nên y phục không thể sửa đổi, có tác dụng rất lớn. Ở Đài Loan có người đã từng đề xướng sửa đổi y phục này. Rất may là có một số lão hòa thượng kiên trì, nhất quyết không chịu thay đổi, tuyệt đối không thay đổi. Thế nhưng bạn không đi xem, trong mấy truyền hình có rất nhiều chương trình này. Hiện nay rất nhiều đạo tràng có tivi, đây đều là việc phiền phức. Bạn nhìn thấy những biểu diễn ca vũ, nếu bạn chẳng khéo quan sát, sanh tâm ái nhiễm, thì sẽ đọa địa ngục này. Người khéo quan sát sẽ coi như thế nào? Mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như chớp. Càng đề cao cảnh giác, từ trên màn ảnh có thể thấu hiểu được, có thể quan sát cả đời người. Cả vũ trụ chỉ có một màn hát, đều là giả, chẳng phải thiệt. Khéo quan sát thì ngay nơi ấy bạn có chỗ giác ngộ. Nếu chẳng khéo quan sát, sanh khởi nhiễm tâm tham ái thì phiền phức lớn lắm. Tứ giác địa ngục trong kinh nói cho chúng ta, xung quanh là tường sắt bao bọc. Sắt đều đốt đỏ rực. Địa ngục là một biển lửa. Lửa từ 4 góc phun ra. Con người trong ấy bị lửa đốt, bị lửa nung nấu. Địa ngục cũng giống như một nồi lớn, đã thiêu cháy đỏ rực rồi còn tiếp tục phun lửa, ngày đêm chẳng gián đoạn. Trong chú giải của Thanh Liên Đại Sư, ngài nêu lên lời giải của Bộ Lập Thế A Tỳ Đàm Luận về địa ngục tứ giác này.
Ngoài ra còn nêu thêm một nghiệp nhân. Đời quá khứ lúc còn ở loài người, có khi tự mình làm, có khi kêu người khác sát sanh. Phần đông người ta nói dùng dao để chặt, để băm, mang băm chém tay, chân, đầu của những loài súc sanh. Tạo tội nghiệp này cũng sẽ đọa vào tứ giác địa ngục để thọ báo. Thí dụ giết gà, gà đã giết rồi, đã chết xong rồi, chặt thân nó ra, nó có đau khổ hay không? Thần thức còn chưa lìa khỏi, vẫn còn cảm giác. Nếu gặp một loại gọi là quỷ giữ thi thể, thế nào gọi là quỷ giữ thi thể? Chấp trước cứng chắc vào thân phận của nó, chẳng chịu lìa khỏi, thế thì phiền phức sẽ rất lớn. Sau khi nấu chín, khi bạn ăn nó, nó sẽ cảm thấy đau khổ. Đó là một loại chúng sanh chấp trước cứng chắc vào thân của nó. Làm sao nó không căm hận cho được? Tội nghiệp của bạn tạo bao lớn? Những chuyện này thực ra Đức Phật chẳng nhẫn tâm nói, tuyệt đối chẳng phải dọa người. Chỉ có kẻ thiện căn sâu dày, nghe lời Phật dạy xong bèn có thể tin tưởng, mới thực sự chọn ăn chay. Trong đời này tuyệt chẳng ăn thịt chúng sanh, tuyệt chẳng sát hại chúng sanh. Những gì đã làm lúc trước thì thật lòng sám hối. Đã làm sai rồi, thiên tu phước huệ, hồi hướng cho các quán gia chủ nợ. Hy vọng mình thành Phật đạo, những quán gia chủ nợ này sẽ cùng mình thành Phật. Phải phát chân tâm, chân nguyện, chân thật tu hành, vậy thì những quán gia chủ nợ này sẽ chẳng tạo phiền phức cho bạn, sẽ chẳng gây chướng ngại cho bạn. Tại sao vậy? Khi bạn thành tựu, họ sẽ được hưởng lây. Nếu họ gây chướng ngại cho bạn thì họ sẽ hại họ. Nếu chúng ta làm giả dối, chẳng chân thật, những quán gia chủ nợ này dứt khoát sẽ chẳng tha cho bạn, trừ phi chẳng tìm được cơ hội thì thôi. Một khi đã nắm chắc cơ hội thì họ sẽ đến báo thù. Thứ hai là phi đao địa ngục, tức là đao luân địa ngục. Bốn bên đều là núi đao. Trên không trung còn có đao luân. Đao luân này chẳng phải chỉ có một cái, mà là vô lượng vô số, cũng giống như mưa vậy, từ trên không trung rớt xuống. Người trong địa ngục này sẽ bị thân thể bầm nát. Tan xương nát thịt. Nghiệp nhân này ở đời quá khứ, trong cõi người sát sanh buông tuồng, đều là quả báo của sát nghiệp. Bạn sát hại nhiều chúng sanh,
thì bạn phải thọ khổ ở địa ngục này. Thứ ba là hỏa tiễn địa ngục. Tiễn, thời xưa cung tên có lửa. Từng mũi tên lửa này bắn vào thân tội nhân. Trong kinh nói, một ngày một đêm có 600 ức lần chết đi sống lại. Hình phạt trong địa ngục nếu thọ xong bèn chết thì tốt lắm. Đó là chuyện vui lớn nhất, vì chết xong bèn lìa khỏi địa ngục. Thực ra thì họ chẳng chết. Chết trong địa ngục bị gió thổi một cái liền sống lại, sống lại để thọ báo tiếp tục. Thế nên trong địa ngục thật là cầu sanh chẳng được, cầu chết cũng không xong. Phải thọ chịu những tội báo này. Trong kinh nói, nghiệp nhân của họ là lúc còn ở thế gian ngu si, tham dục nặng đề, chẳng hiếu thuận cha mẹ, chẳng tôn kính sư trưởng, chẳng thể tùy thuận thiện giáo, sát hại hết thảy chúng sanh. Cho nên vì quả báo này. Thứ tư là địa ngục giáp sơn. Người đi giữa hai hòn núi, núi khép vào nhau, ép dẹp những tội nhân này, chịu hình phạt như vậy. Cũng có kinh gọi là chúng hiệp địa ngục. Nhiều núi hợp vào nhau, kinh nói tội nhân trong địa ngục sợ ngục tốt, đầu trâu mặt ngựa, cầm những lan nha mỏng đuổi theo các tội nhân. Tội nhân sợ hãi nên chạy vào núi trốn. Núi này ép lại và không ai chạy thoát. Trong kinh diễn tả, hai hòn núi khép lại, người ở chính giữa bị ép dẹp. Xương thịt bầy nhầy, máu chảy thành sông. Chúng ta phải coi quả báo này thì phải nghĩ đến nghiệp nhân. Họ tạo nguyên nhân gì? Nghiệp nhân này vô cùng phức tạp. Rất nhiều ác nghiệp cảm thành quả báo như vậy. Con người không chỉ trong một đời, mà là trong vô lượng kiếp đã tạo quá nhiều ác nghiệp, cho nên đọa vào địa ngục là quả báo chung. Hết thảy những tội nghiệp của bạn ở trong đó chịu nhận quả báo cho đến hết. Nói theo lý thì sau khi ra khỏi địa ngục thì sẽ thành người tốt. Nghiệp chướng đã tiêu hết. Không sai, nghiệp chướng đã hết. Những tập khí vẫn còn, phiền phức ở chỗ này. Tập khí vẫn còn sót lại. Nếu bên trong có phiền não tập khí, bên ngoài lại chịu không nổi sự dụ dỗ của ác duyên ngũ dục lục trần, vậy thì rắc rối lớn lắm, lại bắt đầu tội nghiệp nữa.
ra khỏi rồi lại tạo tội tiếp tục. Bạn nói như vậy thì chịu sao nổi? Nhân quả tuần hoàn, dây dưa chẳng dứt. Địa ngục thông thương còn gọi là địa ngục kiếm diệp. Thương là một loại đau thương. Nghiệp nhân vẫn là sát sanh. Trong đó bao gồm hết thảy chiến tranh. Đặc biệt là những nghiệp báo mặc tình giết người, giết hại hết thảy chúng sanh trong chiến tranh. Địa ngục thiết xa, Kinh Lăng Nghiêm nói, tư báo kết vào hơi thở thì thành xe lửa, cũng còn gọi là địa ngục hỏa xa. Xe bằng sắt đốt đỏ rực lên, tội nhân dùng gân của mình. Rút gân của mình để làm gậy kéo chiếc xe này. Phía sau có các ác quỷ tốt đốc thúc xua đuổi. Trong kinh Thiền Ngu có nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào thời quá khứ đọa vào địa ngục này. Vài người kéo chiếc xe sắt, lúc nhìn thấy một người bị rút gân vô cùng đáng thương đau khổ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phát tâm từ bi, hỏi quỷ tốt có thể rút thêm một sợi gân cho người ấy hay không. Quỷ tốt thấy Phật Thích Ca như vậy, bèn lấy lan nha bổng đánh chết Ngài. Đánh chết xong Ngài bèn thoát ly địa ngục. Trong địa ngục, khi khởi một tâm niệm thiện bèn vượt thoát ra ngoài. Lúc khởi tâm thiện ấy, ngục tốt nhìn thấy ghét nên đánh cho bạn chết, bạn bèn vượt thoát địa ngục. Thế nên bạn phải hiểu đạo lý này. Chúng ta là người niệm Phật A-di-đà, mỗi tâm niệm đều tương ứng với Phật. Nếu có người đánh chết chúng ta bèn siêu sanh, tức là đến cực lạc thế giới, siêu diệt lục đạo luân hồi. Bạn làm sao có thể oán hận họ được? Cảm ơn còn không kịp. Đây là thật chẳng phải giả. Niệm niệm đều tương ứng với Tây Phương Tịnh Độ, niệm niệm đều tương ứng với các điều thiện. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là nơi những người thượng thiện tụ hợp, mỗi niệm tâm địa đều thuần thiện, chẳng có một tí ác ý gì cả, chúng ta mới nắm chắc việc giảng sanh. Một tí gì cũng không hoài nghi. Tâm thiện, lời nói thiện, hành vi thiện, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đâu có đạo lý nào chẳng sanh được. Người như vậy không sanh tịnh độ thì người như thế nào mới sanh tịnh độ được? Thế nên chúng ta phải nắm chắc lấy sự giảng sanh Tây Phương tịnh độ. Làm như vậy là không sai. Đối với hết thảy người sự vật ở thế gian đều vui vẻ, đều cảm ơn, chẳng có một tơ hào oán hận, ý niệm đối địch, như vậy mới tốt. Thứ bảy là địa ngục thiết sàng.
cái giường này cũng bị lửa đốt. Người thọ hình phạt nằm trên giường, giống như hiện nay chúng ta nói thiêu trên bản sách còn nghiêm trọng hơn thiêu bản sách rất nhiều. Thiêu bản sách còn thiêu chưa đỏ, còn giường này thì thiêu đến đỏ rực. Trong kinh Phật nói, hình phạt loại này hơn phân nửa đều là quả báo tà dâm, dâm vật. Thứ tám là địa ngục thiết ngưu. Kinh văn phía sau có nói đến. Thứ chín là địa ngục thiết y, là y phục dịch bằng sách, cũng là thiêu đỏ rực cho tội nhân mặc. Tội nhân mặc áo này toàn thân đều bị đốt khét lẹt. Trong kinh nói với chúng ta, nghiệp nhân này là trong đời quá khứ trong cõi người dùng roi giọt làm tổn thương chúng sanh hữu tình, tạo tội báo này. Ngoài ra là xuất gia phá giới, hưởng thọ lòng tin của tín đồ cúng dường y phục. Thọ quả báo này, cổ đức có hai câu nói rất hay. Nay thấy cà sa rời thân, tương lai áo đơn sắc trói thân, là nói về quả báo của địa ngục này. Cho nên dưới chiếc cà sa mất thân người, chúng ta đắp chiếc cà sa này tạo tội nghiệp. Cà sa là dấu hiệu của Phật pháp. Đắp lên cà sa là có sứ mạng, trách nhiệm tiếp nối huệ mạng của Phật hoằng pháp lợi sanh. Chúng ta lấy dấu hiệu của Phật nhưng chẳng làm công tác này, như vậy thì dưới lớp áo cà sa đến mất thân người, tương lai sẽ thọ quả báo trong địa ngục thiết y. Thứ mười là thiên nhẫn. Nhẫn là đao nhẫn, mũi dao nhọn bén. Kinh Quán Phật Tam Muội có nói, đây là một số chúng sanh chẳng thuận theo lời dạy của Thầy. Phản sư bội đạo, chẳng biết ân đức. Trộm cắp hãm hại thầy giáo, sỉ nhục chọc phá thầy giáo, thậm chí quỷ bán đánh giết. Tạo những ác nghiệp này sẽ đọa địa ngục thiên nhẫn. Ngoài nghiệp nhân này,
hoặc là Sa Môn, Bà La Môn làm chuyện phi pháp, làm chẳng đúng như pháp, chẳng xấu hổ. Dùng ác tâm phá hoại tam bảo, thí dụ như phá hoại đạo tràng, tượng Phật, tháp miếu, đoạn dứt pháp vật, sát hại chú ruột, cha mẹ anh em chị em, người tạo tội nghiệp trên khi mạng chung, đều đọa vào địa ngục này. Thiên nhẫn trong mũi dao đều nảy ra lửa. Đạo nhẫn này cũng giống như đao luân nói phía trên. Từ không trung rơi xuống như hạt mưa. Người bị rơi trúng đều tan xương nát thịt. Thứ 11 là địa ngục Thiết Lư. Thứ 12 là địa ngục Dương Đồng. Dương Đồng là tội báo của khẩu nghiệp, hay là quả báo của việc ăn uống. Đây thuộc về khẩu nghiệp. Dương Đồng ác khẩu, đây là đồng thiêu lỏng rồi cho tội nhân uống. Sau khi đồng chảy vào miệng xong, ngũ tạng lục phủ gì cũng bị thiêu đốt hết. Thứ 13 là địa ngục Bảo Trụ. Đây cũng là địa ngục Bào Lạc. Cây trụ, trụ sắt đốt cháy đỏ rực xong để cho tội nhân ôm. Trong kinh Đức Phật nói, đây là chúng sanh ngu si trong thế gian nhiễm ái tà dâm. Đọa vào địa ngục này. Địa ngục này vô cùng tàn khốc. Đầu năm Dân Quốc, cư sĩ Trương Thái Diêm làm phán quan cho Đông Nhạc Đại Đế. Ông đọc kinh và cảm thấy địa ngục Bảo Trụ này quá tàn nhẫn. Đã từng thỉnh cầu Đông Nhạc Đại Đế xin phế bỏ hình phạt này. Đông Nhạc Đại Đế bèn phái hai tên tiểu quỷ dẫn ông đến chỗ đó coi, coi xong về rồi nói tiếp. Tiểu quỷ dẫn ông đến địa ngục này, nhưng ông chẳng nhìn thấy gì cả. Lúc đó ông mới dở lẽ, ông mới hiểu đây là do nghiệp lực của mình biến hiện ra. Nếu ông không có nghiệp lực này thì không nhìn thấy, mới biết tự làm tự chịu. Chẳng phải do vua Diêm La lập ra hình phạt cho tội nhân thọ chịu, thế nên vua Diêm La cũng chẳng thể làm gì được. Cảnh giới địa ngục là do mình biến hiện mà ra, do nghiệp lực hiện ra, chẳng liên quan gì đến những quỷ dương này.
những kẻ đầu trâu mặt ngựa trong địa ngục, quỷ tốt từ đâu đến? Cũng từ nghiệp lực của mình mà ra. Giống như một người nằm mộng vậy, là cảnh giới như vậy. Thế nên mới hiểu rõ đạo lý này. Cảnh giới địa ngục trong đoạn kinh phía trước đã nói rõ, chỉ có hai hạng người có thể nhìn thấy. Một là người thọ tội, hai là Bồ Tát vào địa ngục để độ chúng sanh. Bồ Tát có định lực, có công phu, có thể đột phá cảnh giới này, họ có thể nhìn thấy. Nếu không phải hai hạng người này, thì dù địa ngục ở ngay trước mặt cũng nhìn không thấy. Đây là quả báo của tà dâm. Trong kinh nói, một ngày một đêm có 900 ức lần sinh tử. Sinh tử quả thật là ở trong từng sát na. Địa ngục lưu quả trong tam pháp độ luận gọi là địa ngục đại khóc. Kinh Lăng Nghiêm nói, trong hai tướng quả báo của vị, thì tướng thứ hai là phun ra khí, lửa mạnh tung bay, đốt nứt tan xương tủy. Trong đoạn này của Kinh Lăng Nghiêm cũng là địa ngục lưu quả. Trong địa ngục này, nơi đâu cũng là lửa mạnh tươi đốt. Chẳng có đường thoát thân. Quỷ tốt trong đó chẳng có một chút tâm từ bi nào cả, cứ chạy theo phía sau, chẳng có cách gì thoát khỏi. Trạng huống khốn khổ rất khó hình dung nổi. Thứ 15 là địa ngục canh thiệt. Đây là kẻ tạo khẩu nghiệp, vọng ngữ, nói lưỡi hai chiều, ác khẩu, ỷ ngữ. Những người tạo khẩu nghiệp này, đó là địa ngục kéo lưỡi. Kéo ra xong, còn dùng lưỡi cày để cày. Có lẽ chúng ta sẽ nghĩ cái lưỡi nhỏ như vậy, còn lưỡi cày lớn như vậy làm sao cày được. Địa ngục là quá thân. Địa ngục bao lớn thì thân hình sẽ lớn như vậy. Thế nên khổ báo này chúng ta chẳng thể tư duy, tưởng tượng được. Địa ngục tỏa thủ trong tam pháp độ luận gọi là địa ngục quạt. Trong địa ngục này, những quỷ tốt cầm dao, búa, những binh khí sắc bén chém đầu tội nhân, xẻ thân thể tội nhân. Nghiệp nhân này là gì? Chúng ta cũng rất dễ tưởng tượng ra. Là quả báo sát sanh. Sát sanh ăn thịt. Bạn sát hại chúng sanh như thế nào, thì khi đến địa ngục này, quỷ tốt cũng sẽ đối xử với bạn như vậy.
nghiệp nhân quả báo, tơ hào chẳng sai. Địa ngục thiêu cước còn gọi là nhiệt hôi. Bạn nhìn thấy dường như tro, thật ra trong đó có lửa, đều đang đốt cháy. Tội nhân từ chỗ này bước qua thì chân, đầu gối, bắp đùi đều bị thiêu đốt. Tội nghiệp này có rất nhiều loại. Loại thứ nhất là đời quá khứ trong cõi người, đem chúng sanh hữu tình, chúng sanh có sanh mạng đúc vào lửa thiêu, đúc vào tro nóng để nấu, hoặc trong cát nóng làm những chuyện này. Hiện nay chúng ta thấy có một số đi du lịch ở những chỗ gần núi lửa, suối nước nóng, nước và cát đều rất là nóng. Họ làm chuyện gì? Nấu trứng gà. 2-3 phút thì trứng gà chín. Trong trứng cũng có sinh mạng vậy. Hiện nay có một số trứng chẳng có cồ, nhưng hồi trước trứng toàn là có sanh mạng trong ấy. Sát hại chúng sanh thì bạn sẽ thọ chịu những quả báo này. Nghiệp nhân có quả báo này bao gồm tà dâm, phá giới, đều thọ những quả báo này. Thứ 18 là đạm nhãn. Trong kinh nói rất nhiều nghiệp nhân bất thiện biến ra quả báo này. Bạn thấy trong địa ngục có một số chim sắt, diều hâu sắt, chuyên môn ăn mắt của tội nhân. Chẳng có cách chi phòng ngừa. Đoạn mất hai mắt của tội nhân, sau đó gió vừa thổi thì người đó sống lại, mắt mọc trở lại, chim đó bay lại ăn nữa. Trong kinh Phật nói nghiệp báo này có liên quan đến nghiệp uống rượu, thích uống rượu, ăn thịt. Tạo nên quả báo này. Địa ngục thiết hoàng, đói thì nuốt viên sắt, khát thì uống đồng chải, đói thì nuốt viên sắt. Những thứ này đều liên quan đến ăn uống chẳng điều độ. Hai mươi mốt là thiết phu. Kinh Trường A Hàm nói
Trong địa ngục này, tội nhân hoảng hốt bối rối, không có chỗ tránh né. Do nhân gì tạo thành? Hoàng gia chủ nợ đời trước liên lụy. Tuy hoàng gia chủ nợ chẳng hiện ra, tự nhiên biến hiện ra cảnh giới này. Cảnh giới này có thể hiện ra không? Chúng ta tưởng tượng rất có thể. Lúc chúng ta tạo tội nghiệp rất nặng, quan gia chủ nợ tuy chẳng tìm đến, tối ngủ nằm mộng thấy những quan gia chủ nợ này tìm đến, sợ toát mồ hôi lạnh, kinh hoàng hoảng hốt. Giấc mộng ấy chẳng phải cảnh giới do tự mình biến ra sao? Trong mộng có thể biến ra những cảnh giới ấy. Chết rồi ở địa ngục cũng giống như trong mộng vậy. Do đó cảnh giới này rất có thể sẽ xảy ra. Chữ phu giống chữ phủ cùng một nghĩa. Phần nhiều là thuộc về khổ nghiệp. Người xưa nói, điều trong miệng, cho nên chém thân là do lời ác độc ấy. Bao tin đồn kiếm chuyện, bươi móc thị phi, quỷ bán kẻ thiện, tán thán người ác, phải chịu quả báo này. Điều sắc điều lớn này nặng hơn đau thường rất nhiều. Điều cũng có lửa. Hết thảy những đồ vật bằng sắt bằng đồng trong địa ngục đều có lửa, một biển lửa. Họ phải đọa vào địa ngục này thọ báo. Thứ 20 tranh luận. Thứ 22 đa sân. Tánh chất của hai địa ngục này tương trợ với nhau, có thể gộp chung để nói. Cho nên phía sau chúng ta không đi theo thứ tự của chúng. Trong chú giải của Thanh Liên Đại Sư cũng nói, tranh luận đa sân tuy là hai địa ngục, nhưng nghiệp nhân của chúng chỉ là một. Tranh luận phát sinh từ tham dục đố kỵ. Vì tâm tham, tâm đố kỵ, nên tạo nghiệp sân khỏe. Cảm đến quả báo này, bạn ưa thích tranh luận, đọa vào địa ngục sẽ tranh luận chẳng ngừng nghỉ. Ngày tháng như vậy rất khổ. Đa sân, sân khỏe chẳng dứt, đọa vào địa ngục này. Tâm pháp độ luận nói, lại vì tội ác, tay tự nhiên sanh vuốt sắc, bén nhọn như lưỡi dao, hình giống nửa mặt trăng. Ai nấy sanh ý kết quán, anh ghét tôi, đang ép tôi nay đàn áp lại anh. Do đó sanh tâm sanh giận,
vô chụp sâu xé nhau. Câu này nói rất rõ, tội báo chẳng đến từ bên ngoài. Đích thực là từ nghiệp lực của chính mình biến hiện ra. Tay tội nhân tự nhiên biến thành dao nhọn bén. Trong đó, tự mình giết mình, chẳng phải người khác giết hại bạn, lại báo thù bạn. Trong chú giải, Thanh Liên Đại Sư tổng kết cho chúng ta hay vô cùng. Phải biết hết thảy chư pháp đều là hư dối. Kinh Kim Cang nói, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Hết thảy pháp hữu di như mộng, huyễn bọt bóng. Vô gián A Tỳ cũng chẳng ngoại lệ. Những người đọa lạc vào trong ấy chẳng giác ngộ, họ xem hư vọng thành chân thật. Cũng giống như chúng ta trong thế gian hiện nay vậy. Thế nên bạn phải biết địa ngục là phàm, những gì có tướng đều là hư vọng. Còn cảnh giới hiện tiền của chúng ta thì sao? Hiện tiền cũng là phàm, những gì có tướng đều là hư huyễn. Một không thì hết thảy đều không, một vọng thì hết thảy đều vọng, một chân thì hết thảy đều chân, chẳng có đối lập. Nếu bạn có đối lập thì sai rồi. Nói vọng thì hết thảy đều là hư huyễn, nói chân thì hết thảy đều là chân thật. Vậy mới đúng, mới không trái nghịch nhân quả, chẳng trái nghịch với chân tướng sự thật. Từ đó mới biết tuy là một cảnh giới hư không chẳng thật, giống như cuộc đời hư huyễn chẳng thật hiện tiền của chúng ta. Trong đó chúng ta thật sự có cảm thọ khổ vui lo mừng hay không? Địa ngục là chỗ khổ cùng cực. Bạn đến đó phải thọ khổ hay không? Phải thọ. Chỉ có người chân chánh hiểu rõ trạng huống chân thật của lục đạo thập pháp giới thì không thọ mà thôi. Họ ở trong lục đạo thập pháp giới không khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Đó gọi là siêu phàm nhập thánh. Chưa tới cảnh giới này thì bạn vẫn phải thọ. Nói cách khác, bạn vẫn còn cho rằng có ta, có người, bạn vẫn phải thọ chịu lục đạo luân hồi. Tới khi nào bạn chẳng còn là ta, chẳng còn người nữa. Kinh Kim Cang nói người này chẳng có ngã tướng, chẳng có chân tướng, chẳng có chúng sanh tướng. Bạn là Bồ Tát rồi. Bạn ở địa ngục A Tỳ, địa ngục vô gián chẳng thọ cái khổ ấy. Có thể đến địa ngục vô gián để thị hiện, độ hóa chúng sanh. Cũng giống như sự thị hiện của Đức Phật Thích Ca trong địa ngục quá xa vậy. Người thọ tội, lúc người chịu sự khổ đau cùng cực, thì họ chẳng biết hồi tâm chuyển ý. Niệm niệm đều rất khổ. Họ sẽ chẳng nghĩ đến chuyện khác được.
Bồ Tát thị hiện ở nơi đó, tôi rút thêm một sợi gân cho người đó, giảm bớt sự đau khổ của người đó, lay tỉnh chúng sanh địa ngục, làm cho họ thấy kẻ khác còn có thể xả mình vì người. Khi chúng sanh trong địa ngục vừa có một ý niệm này thì họ bèn thoát ra, vừa có một tâm niệm thiện bèn siêu diệt địa ngục, sự thọ khổ của họ liền giảm nhẹ, thời gian thọ khổ liền rút ngắn. Một tâm niệm thiện, tuy chỉ là một niệm thiện rất nhỏ, đối với họ cũng được lợi ích lớn lao. Thế nên Bồ Tát trong địa ngục thì hiện như vậy, trong đó chẳng có giáo huấn, họ chẳng có thời gian nghe giáo huấn, và cũng chẳng có tâm tình gì để nghe, nên chỉ có thị hiện những thứ như vậy làm cho họ nhìn thấy giác ngộ. Chư Phật Bồ Tát ở tất cả chỗ của chúng sanh hữu tình, địa ngục cũng là một chỗ trong ấy. Cách thức phương pháp giúp đỡ chúng sanh chẳng giống nhau, chúng ta phải hiểu đạo lý này. Thế nên Bồ Tát răn dạy chúng sanh, chúng sanh phải nên lìa khỏi hết thảy đấu tranh, phải thực sự làm đến mức chẳng tranh với người, chẳng cầu với đời. Tại sao? Thân tâm thế giới đều chẳng thể được thì bạn tranh cái gì, cầu cái gì? Thực sự làm được, không tranh giành, không mong cầu, tâm chúng ta sẽ tịnh, tâm sẽ thanh tịnh, như vậy mới đạt được lợi ích thù thắng chân thực của Phật pháp. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta giảng đến đây thôi.